Hello các bạn, hiện bây giờ mình đang ở Đà Lạt và mình đang ở một cái trại cá tầm. Và bây giờ mình sẽ làm thực hiện video này để dẫn các bạn đi vô tham quan cái trại cá tầm này của một người bạn mình. Nói chung không phải là bạn nữa, một người đối tác với lại cái trại cá tầm này thôi, nhưng mà họ quen, họ biết, họ dẫn vô đây được. Ok đi. Men vi sinh cho cá coi ca, cá khỏe, nước trong. Thì theo mình biết á các bạn, là cái cá tầm này á là phải nuôi ở vùng nước lạnh. Cái thứ hai là phải nuôi ở vùng nước suối, nước trên thượng nguồn á, để thay nước thường xuyên cho nó thì nó mới phát triển được. Người ta đang thu hoạch cá luôn kìa. Vô kèo rồi. Hai năm rồi. Đặt to lên. Mọi người thấy mọi người làm việc hay quả quá ha. Wow, quá đã luôn các bạn. Có nhìn rõ nữa, cái mặt ấy nhìn. Quá đã luôn. Có nhìn ở trên, có nhìn cái bay của nó, cái mặt ấy nhìn. Đã hả? Hui. Đó, rồi xách lên. Đúng rồi không? Nước nhìn sạch ha Căng ha. Nước suối xuống đúng không? Nước suối xuống xong rồi nước suối ra. Là có nghĩa là cho nó chảy ngang qua luôn chứ đâu có giữ lại đâu hả? Hay nữa. Đằng kia kìa, quay đằng kia kìa, à, mở, quay rộng ra cho thấy rộng đó, các bạn thấy không? À, một cái hệ thống này, hệ thống hồ mà xây kiên cố luôn, cũng như là đập luôn à. Đáy bê tông thành bê tông, nước suối chảy rồi ré chảy xuống chảy thông qua. Này có tiền về đây nghiên cứu làm hồ chơi ha. Lại quay cá này thôi, lại quay cá này. Mình đi vô trong đó mình coi được không ta? Đi được, đi lên mấy cái thành này. Đó đi giống cuốn đi về đó. Đó các bạn, người ta đang thu hoạch đó các bạn. Cứ hốt bỏ vô. Con này thì 800 hả? Tao nhớ 2 triệu mấy chứ hả? Đi Sài Gòn là tầm đấy. À, tao thấy trong siêu thị bán con hình như 800 hay nhiêu. Đó, thấy không? Quá trời quá đất. Đi qua đây tao. Đi qua đây. Thôi, con ở lại chiếc cô ấy đi, ba đi qua. Nước cái trong vắt luôn các bạn ơi, đã thật sự luôn. Đi coi chừng té nha cameraman. Lầy quá nha.
đây nước sâu quá, đây nước sâu quá, nhìn không thấy cá. Rồi đi xuống này đi. Sao leo xuống được ta? Không biết leo xuống được không à. Wow. Đây đi đi, cứ đưa camera anh quay khúc này. Đây các bạn, đó các bạn thấy không? Đây nè. Đó, quá trời quá đất luôn. Chậm lắm. Vừa lại không có mạng. Đúng. Ghê. Cái này xúc chứ còn tới chứ còn một tiếng đồng hồ nó chấm hết quá. Quá trời quá đất luôn nè. Ở đây đặt lên luôn nè. Nhìn như mấy cá chê với miền Tây vậy. Đã thật sự luôn các bạn. Kề bên kia. Bên kia nó ngớp lên kìa. Một nồi luôn. Sao mà quay vô đây nè. Quá trời quá đất luôn ha. Nước này sạch lắm rồi ha. Nước này chắc sạch dữ lắm. Nước này không bánh ôm cá coi chắc hết phiền luôn á. Nhưng mà nước này người ta ngu dại gì làm cá coi. Cá coi bán đâu ra đều như thế này. Cái này cỡ nào nhà hàng siêu thị người ta cũng xúc hết. Hay quay xung quanh nè. Xung quanh đồ thơ, cảnh vật thơ mộng hữu tình. Đồi núi rồi cà phê rồi đường thông đồ. Đây đây đây. Chúng ta zoom lại đằng kia kìa, đằng kia. Theo cái tay anh nè, Đó. Đằng đó đó. Zoom lại nữa. Zoom sau lên nữa. Nó có cái nhà đó, thấy không? Có cái nhà đó đó. Cái nhà đó, đó lên trên đó ở sống mình trên đó sung sướng và đái luôn anh. Mà chỗ này nó quá trời luôn nè. Gom hết luôn rồi ta. À là hồ nào bắt hết hồ bỏ luôn. Ở đây nó cho cái con này nó ăn cái gì ta? Nó ăn cám chìm. Nó dùng cám. Dùng đất là trồng cái gì? Trồng quế. Trồng quế anh. Ờ à, đúng rồi, trồng quế. Đồ cái này kết nối chạy trùng quế với chạy cá tầm thì thôi. Cái này chắc phải có chứ, chạy trùng với lại chạy cá tầm phải có chứ sao không có. Hả? À. Nhìn cái đầu cũng đã. Dầu. Một con bán cá cảnh thì thôi chứ trời chú. Giờ cái con này khi nào là nó mới có trứng ta? Lâu, con này là kiểu như đang tơ rồi đã xuất ăn rồi. Lên này là xuất hết rồi, còn nếu trứng á. Nếu trứng là không. Tầm khoảng 30-40 kg có. 30-40 kg một con. Và wow, con này giỏi lắm, chừng ký mấy chứ gì? Ký mấy 2 kg? Ký mấy thì... À. Con này nó phải gần 3 kg này nói. À. Không bự. Này chỉ là xuất thịt thôi. Xuất trứng. Chứ còn khó. Cá trứng là nó nuôi khác chứ, cá trứng nó nuôi trong nhà làm gì nuôi đấy. Là cho đẻ ở đây luôn hả ta? Cái này là nhập giống về. Ý là cái giống này là bên nước ngoài nhập về hay là nó cho đẻ ở đây? Nó tùy những
tùy từng lúc, có lúc thì người ta ươm, có lúc thì nhập thì giống cá con như là sao ươm hết từng ngày, có khi nó nhập cá con. Ừ. Về đây mình được cái nước với lại đồ ăn. Trùng quế thì Việt Nam nhóc luôn. Nhưng mà thằng này nó phải nước sạch, nước chảy vô chảy ra cơ. Đúng rồi. Hồi nãy tao nói nước dày để dành ươm cá coi, mà tao quên, tao nói mày ươm cá coi không ngon bằng con này. Cá coi đâu ngon bằng con này. Bây giờ mày có làm coi Nhật coi hàng gì đi chăng nữa cũng đâu ngon bằng con này. Cái đồ ăn thịt nó phải ngon hơn chứ. Tụi. Đấy có hồ cá coi này, dạ. Yeah. Đây mình đi vào có mấy cái hồ đấy. Hồ đó hồ cá coi đấy. Tụi Dubai nó còn nuôi con này để nó thịt mà. Đã quá trời đã. Xin mời. Đã không chị? Đưa anh coi kia xem. Hả? Sao con? Nãy con bị ướt chân nè. Dính cứt hè là ướt chân. Ướt chân. Ướt chân đâu có gì đâu. Đó. Hải lên nè, ôi, hải lên. đứng xếp lại, cùng đứng xếp lại, đứng xếp lại chú càng nè, dễ quá ha, thấy bắt cá dễ quá ha, cứ cầm xúc bỏ lờ, cầm xúc bỏ vô. Lên nè, chuẩn bị kéo lên nè, đó. Cứ kéo lên ha. Chơi về nhậu. Đó, ok, nhậu sớm vậy. Coi chưa đã mà. Thôi cái này làm, cái này về làm chạy cá chép sư tử hết phim luôn. Ờ đúng rồi, nãy em tính nói anh đó. Để anh làm thế rồi. Ừ. Má mà vận chuyển lên đây là hơi nhiều tiền. Ừ. Ok các bạn nha, thì bây giờ mình sẽ về mình đi ăn lẩu cá tầm. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thế hãy nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát mình một cái đăng ký các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.